tiêm kích Hy Lạp hộ tống máy bay nghi có bom. Quân đội Hy Lạp điều tiêm kích F-16 hộ tống chiếc Boeing 737 tới hạ cánh sân bay ở Athens sau khi nhận tin báo có bom trên máy bay. Các quan chức Hy Lạp ngày 22 tháng 1 thông báo quân đội nước này điều hai tiêm kích F-16 hộ tống chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Ryanair chở 190 người xuống sân bay ở thủ đô Athens, sau khi nhận tin báo chiếc máy bay cất cánh từ thành phố Katowice của Ba Lan bị cài bom. Theo đại diện sân bay Katowice, họ nhận được cảnh báo chiếc Boeing 737 bị cài bom khi máy bay đang trên không phận Slovakia. Không quân Hungary điều tiêm kích hộ tống chiếc Boeing 737 trên không phận nước này. Khi chiếc Boeing 737 nói trên vào không phận Hy Lạp, giới chức nước này điều tiêm kích F-16 hộ tống và điều chỉnh đường bay vòng ra biển để đảm bảo an toàn trước khi cho máy bay hạ cánh xuống Athens. Xe cứu hỏa và cảnh sát Hy Lạp tiếp cận máy bay sau khi hạ cánh. Đội giả phá bom mìn cũng có mặt tại hiện trường. Máy bay sau đó được chuyển tới khu vực tách biệt để giả bom. Cảnh sát Hy Lạp sau đó thông báo không phát hiện thiết bị nào đáng ngờ trên máy bay lẫn trong hành lý. Phi công báo tin đến trạm kiểm soát không lưu Athens nhưng chúng tôi không rõ thông tin ban đầu do ai trình báo. Người phát ngôn cảnh sát Hy Lạp Konstantia Dimoglidou cho biết, phát ngôn viên sân bay tại Athens cho biết toàn bộ hành khách trên máy bay đều an toàn. Chuyến bay trễ gần 2 tiếng rưỡi so với kế hoạch ban đầu. Hãng Ryanair khẳng định phi hành đoàn trên chiếc Boeing 737 tuân thủ đúng quy trình về an toàn hàng không sau khi nhận thông báo về nguy cơ an ninh tiềm ẩn trên máy bay. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.